Xin chào các bạn. Đây lại là một vlog nữa của mình và Mi sẽ lại đi trốn ở Hà Nội với nhau. Tuy nhiên thì lần này bọn mình muốn làm gì đấy nó khác đi một tí. Chắc hẳn các bạn còn nhớ cách đây một vài tháng thì chúng ta có một cái trend gọi là Instagram bảo tôi phải làm gì. Và bây giờ thì mình muốn để cho Mi quyết định xem là ngày hôm nay bọn mình sẽ làm gì với nhau. Ai ôi, nào đi nào vào nhà nào. Chiêu chiêu, cũng có tí chiêu chiêu. Bật đèn lên. Ái chà chà, ái chà chà. Vâng, giới thiệu với các bạn. Đấy, ở nhà thì không ở nhà, đi Airbnb kiểu cho thừa tiền đấy các bạn. Thật ra là tại vì là dạng này chủ trương của Đảng và Chính phủ là đang là kích cầu du lịch trong nước. Tôi cũng yêu Hà Nội nên là tôi quyết định là tự đóng tiền cho Hà Nội luôn. Mặc dù chỉ đi chơi thành phố vẫn thuê hẳn cái Airbnb không ạ. Đấy, nhìn ra ngoài cây cối các thứ không, rất là xanh. Bật điều hòa đó, ui, cậu mới thấy xịn không? Ui, điều hòa Nhật các kiểu luôn này. Yamaha, Honda, Honda Civic, Ba, anh quay một mình. Con lười. Để đây, để đây bạn ơi. Đây là một cái nhà Airbnb ở phố Lý Nam Đế, là một cái khu phố tương đối khá là cổ rồi. Lần trước thì bọn mình cũng đã ở cái khu này một lần. Thì có một cái điểm mà nó khá là giống với Hồ Tây là khu này thì được cái khá là yên tĩnh. Nhưng mà cái điều hòa này đây mình ngủ là sẽ rơi vào đầu mình đúng không? Đấy, mình sẽ nằm đầu này. Đấy là tất cả những gì mà em rút ra được từ căn phòng này đúng không? Tức là người ta bố trí như này là khả năng điều hòa sẽ rơi vào đầu mình đúng không? Thế nên là điều hòa hay rơi quá nên người ta phải cho đi cho thuê Airbnb đúng không em? Oh my god. Wow. Lần này thì bọn mình cũng chỉ định thuê một cái căn studio nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, chứ cũng không thuê cái nhà to nhà tiếc. Úi giời, anh ấy biết đang quay ngồi ngay dậy. Đấy giời ơi làm sao. Dường em thật sự anh nằm thử. Thôi mà anh nằm rồi. Để tối. Lại đây nào. Trời em bằng dây rau mà. Penthouse ở trên Thanh Hóa. Shout out to Hà Lê baby. Suốt ngày Hà Lê đấy, anh đi vào Sài Gòn mà đi Airbnb với Hà Lê. Ok luôn này. Anh ơi tối nay mình làm gì hả anh? Trước khi đến với buổi tối thì để xem Mi chọn cái gì cho hoạt động sau khi bọn mình check in nhà Airbnb nhá. Hiện tại chúng tôi đang ở Sammi Shop. Đây là một cửa hàng mỹ phẩm mà chị Yến, chị Hạnh recommend cho em. Úi dồi ôi, đông thế. Tại sau này cũng nhiều đồ ấy, cũng nhiều hãng kiểu quen thuộc nên là không biết là cái gì với cái gì này. Đặc biệt là cái khu vực son này này. Không biết các bạn có phân biệt được không, nhưng mình thấy màu này này với màu này với cái màu này với mấy cái màu ở trong kia là đều là màu nâu cam hay sao đúng không? Nâu đất. Nâu cam với nâu đất khác gì nhau? Nâu cam là nó nâu ánh cam. Còn nâu đất là nâu ánh đất. Nâu đất là nâu đất, nâu cam là nâu cam. Đi. Em muốn mua thêm má hồng nữa anh ạ. Em cần nắng là đủ rồi. Vì dường như nắng đã làm má em thêm hồng. Đây mà hồng này. Màu này cũng xinh này. Mình phấn phủ thì mình sẽ dùng của Maybelline. À nhập đây không phải phấn phủ anh ạ. Đây là kem nền. Kem nền của Maybelline Fit Me có một độ che phủ cực kỳ tốt. Làm gì đấy? Em xem thêm là có phù hợp với tông da của anh không? Em mua về em dùng chứ phải mua về anh dùng đâu. Em dùng mà. Thế tại sao lại phải bôi cho nó hợp tông da mà anh làm gì? Em định bôi cho da em đen hơn à? Các bạn nhìn này, tương phản chưa? Tương phản này, tương phản này. Cái lông mày. Màu này xinh ấy. Lấy màu này á? Đâu? Lấy màu này. Thế sao lại hỏi anh, em đánh cho em mà. Mình có kem nền về này, mình có phấn phủ về này, mình có eyeliner này, mình có cái lông mày này, mình có mascara. Đủ chưa? Đủ rồi. Được chưa? Đủ rồi. Ôi giời ơn rồi, được đi về rồi. Đi ra thanh toán để con đi về nào. Đây cho mình. Xong chưa bà? Đi về nhá bà nhé. Các ông cứ bảo mà tôi sang chảnh ấy, nhưng mà thật ra là đây mới là sở thích chính của bạn My. Thôi mình cảm ơn. Ta-da. Thật xưa mùa hè chỉ muốn đi uống trà đá các bạn. Nhưng mà đường mà kiểu đang nắng nóng quá, thấy hàng trà đá là xa vào luôn. Mời các ông nhá. Hết nhá. À không, phải lắc lắc như rượu vang ấy. Vừa đi chợ với các ông ạ, mua được mấy thứ linh tinh. Đấy, thì, mua được 2 hộp mì, có chip các thứ, có chip này, đấy, với cả ít xúc xích pony này, 88% thịt này, dành cho cô em sexy trên điệu nhạc chất này, cơn đói nhéo mũi cả cơ này. Đấy, nói chung là cũng hòm đủ đồ để nấu thôi. Thế nên là bọn tôi quyết định là gọi đồ ăn về nhà các ông ạ, lười lắm. Nói chung là nhìn thế thôi nhận ra là mình mua hơi ít thứ này, thôi quyết định là thôi gọi bố về nhà cho nó sạch cái đỡ phải nấu nướng. Ôi trời ơi. Tự nhiên là mình gỡ sai rồi. Uầy, đây rồi. Nhâm 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 nhâm. Đồ ăn đây các ông ạ. Hi 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 hi. Con nghiện. Mình thích ăn gà rán lắm các bạn ơi. Ôi rồi. Gà rán gì? Và cả là lần này bọn mình chọn là gọi đồ ăn ngoài bởi vì đây là cái option của My chơi những trò chơi lần trước. Không còn... lý như mình phải nấu mì sao ấy à? Nhưng mà thôi, cái mì đấy để sao cũng được. Tối nay còn nhiều hoạt động khác tốn năng lượng mà. Mình sẽ để dành. Còn bây giờ thì ăn gà đã. Xem phim nào. Đúng rồi. Cô là ai đấy? Cô là ai? Cô làm gì với My rồi? Ôi dồi ơi, ASMR nhá. Tiếng mở nước ngọt. ASMR không các bạn? Nào yo 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 yo. Kéo tay. Yo. Ngon. No quá. No. Say. Như thuốc nào luôn. Một trong những văn hóa lâu rồi của tao là thuốc Lào. Ê, tao không cần cỏ, không ma túy, không có tâm mày đâu nào. Vâng, đấy là một ngày chill nữa của mình ở ngay tại Hà Nội. Cái cầu du lịch đấy các bạn. Hãy đi chơi ở ngay Hà Nội để ủng hộ kinh tế nước nhà đi. Đấy, bọn mình thì cũng giống như lần trước đi chơi ở Hà Nội thôi. Thì bọn mình cũng chỉ thuê Airbnb này. Sau đấy là làm những cái gì bọn mình thích. Đưa My đi mua mỹ phẩm rồi gọi đồ ăn về nhà. Đấy, các thứ. Tiếc là hôm nay không có mưa. Có mưa một tí nữa thì chắc là sẽ chill hơn. Xong rồi kiểu cái khung cửa sổ này nó sẽ lột bột mưa rơi. Xong rồi mình sẽ ngồi ở đây, mình chill. Mình sẽ giả vờ deep ấy. Đấy, thế đấy. Nhưng mà nó không mưa các bạn ạ. Nhưng mà thôi không sao. Ngày hôm nay mình vẫn cảm thấy nó rất là ok. Nên là bây giờ thì chắc bọn mình xin phép để đi ngủ đây. Video này thì cũng chỉ có thế thôi các bạn ạ. Đó. À, anh quên rồi à? Anh quên là mình còn định làm cái gì nữa rồi ư? Không! Đã bảo không cạo chặt lông mày chạc li bụt còn gì nữa mất quên cả. Không. Nhưng mà đấy là vết bị chó cắn. Thế ra tôi lại đồng ý đi làm cái challenge này à? Là bắt đầu với cạo lông mày trước hả? Đúng không? Nói thật với các bạn là người trên người mình thì có rất nhiều chỗ lông với cả tóc rậm. Ví dụ như là tóc rất là dày này, lông mày cũng rất là rậm. Lông chỗ nào cũng rậm nha các bạn. Thật ra thì có một vài chỗ thì lông lại rất là thưa. Ví dụ như là lông chân. Lông chân là cực kỳ thưa đấy các bạn. Đây các bạn nhìn đấy, lông chân thì gần như không có mấy. Nhưng mà có một vài chỗ khác thì rất là rậm. Mình hơi đau lắm. Sao anh chảy nhiều mồ hôi thế? Quay đêm xem nào. Ôi rồi tự hào quá. Thật sự luôn ý. Mình vừa đi soi gương mà mình ra cái thằng lửa trong gương là thằng nào hả? Các bạn nhận ra mình không? Kiểu mình kiểu không nhận, xong mình tểu hơn kiểu 1000 lần trong kiểu sống cái mặt kiểu hề ngày xưa ấy. Kiểu người ta đánh trắng bóc hết cả mặt xong rồi kiểu lông mày người ta kẻ như này. Em kể đâu, đây em đã kể tí gì đâu. Làm lốt đi. Em hối hận vì em không cạo lông mày cho anh sớm hơn ý. Làm lốt đi nha em, hỏi cho người ta sinh như công chúa, người ta ngủ, người ta mơ là công chúa đi xem nào. Lôi mình ra test đồ trang điểm các bạn. Không, anh điên à, cái này là mình mua cho anh Tân luôn. Tại vì anh Tân, thực ra mình nghĩ đã đến lúc anh Tân sử dụng kem nền mà anh Tân quá nhiều khuyết điểm. Kẻ lại lông mày nhá. Kẻ lại lông mày cho nó đậm hơn. Trời ơi, thật sự luôn đi. Kẻ xong cái lông mày thay đổi khuôn mặt. Ui. Ui. Các bạn cho mình cho ý kiến có giống đen sờ Hàn Quốc. Tự nhiên cái lúc mà mình trang điểm các thứ này xong ấy, mình cảm thấy tay mình nó không để thẳng như này mà nó kiểu bị là cô gái hay mộng. Còn muốn kẻ eyeliner không? 2%. Kẻ cho anh lông mày kiểu gì? Kiểu đuôi mắt đuôi mèo nhá. Đuôi mèo, anh thích đuôi mèo á? Không, anh thấy bây giờ như các bạn đang trend như thế. Quên mất anh ạ. Anh phải đánh phấn phủ nữa. Phấn phủ nhá. Phấn phủ hồng xinh xinh nhá. Úi dồi ôi. Cái này nó hơi trắng quá so với anh à. Bây giờ đánh màu mắt anh nhá. Màu mắt nhá. Dạ. Đánh mắt. Đánh mắt đánh được tay cũng được. Này anh có lựa chọn nào? Anh không. Thế xong phần mắt. Bây giờ là đến cái mắt. Mắt mèo nhá. Mở mắt to cho Đây đánh son nhá. Son lòng đào nhá. Son lòng đào, son kiểu son môi xíu vậy nhá. Son này, son bút chì này. Kẹp mắt. Kẹp mi. À không. Không kẹp mi đâu. Xong. Và sau khi đã trải qua tất cả các bước kem nền, phấn phủ, son, má hồng các thứ thì đây là thành quả cuối cùng của mình. Xin chào các bạn, để mình làm makeup artist được không? Xin chào các bạn, mình là chị sinh đôi của My, tên mình là Đặng Ngọc Tì. Để em giới thiệu makeup look lần này nhá. Lần này mình lấy tông màu chủ đạo là màu cam, với một chút nhấn nhá ở phần mũi để tăng thêm phần ngây thơ. Bình thường mình đánh phấn thì mình cũng hay, bình thường mình trang điểm mình cũng hay cho một chút vào mũi mà. Đây, son thì là son hơi ánh cam một chút. Son tin cho trẻ trung. Còn đôi mắt thì theo đúng như là yêu cầu của anh Tân là cat wing. Mắt mèo nhá, đấy, mắt mèo rất là sang nét. Xong rồi nhưng mà rất là bực mình vì rất là ghét tị vì anh Tân đã có một hàng lông mi dài sẵn rồi. Nên là mình chỉ cần kẹp cho nó cong lên và chuốt một chút mascara để giữ nếp cong là xinh rồi đấy. Mắt mơ mộng mở toa ra, Mình nói thật với các bạn đấy, kiểu bây giờ trang điểm xong phải nói giọng của trầm xuống là mình giống kiểu chuyển giới không. Mình nói thật với các bạn là như này, là đấy là tôi nói thật là tôi đã trải qua rất nhiều những cái sóng gió, những cái chông gai trong cuộc đời này. Từ lúc dịch là cắt tóc, xong đến bây giờ thì là hết dịch rồi thì là trang điểm. Thì các bạn có thể thấy là người yêu tôi thì thường xuyên rất thích lôi tôi ra làm những cái thí nghiệm làm đẹp. Đấy là ước mơ của người yêu tôi đấy. Xem phim cô gái Đan Mạch chưa? Cẩn thận nhá. Thôi tẩy trang đi ngủ. Mẹ ơi, cho em chụp ảnh, cho em chụp ảnh. Bây giờ mình sẽ chụp cho Tân mấy bức ảnh kỷ niệm, xong rồi bọn mình sẽ ném lên đây cho bạn xem nhá. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Sao công thấy nào? Chill không? Hôm qua rất là sướng luôn. Mình nằm mơ mình là kiểu tự nhiên mình sống ở nước Đan Mạch ấy các bạn, xong kiểu mình làm những cái trò ví dụ như mình mặc váy ấy, xong rồi mình trở thành các thứ sợ vãi. Bây giờ các bạn kiểu nhìn lông mày mình các bạn thấy lạ đúng không? Mình sáng nay vào soi gương. Sáng nay vào soi gương cũng không nhận ra mình là ai ấy. Trông chỉ gọn gàng hơn thôi vẫn là anh mà. Trông nó kiểu mình bị mất đi một lửa đàn ông với cái bộ lông mày này các bạn. Nhưng mà thôi, đấy các bạn ạ, lại là một vlog nữa, bọn mình lại tiếp tục đi trốn ở Hà Nội. Thật ra là cái này gọi là đi chơi với nhau nên là quay vlog lại cho các bạn xem thôi. Đấy thì mong là các bạn sẽ lại thích vlog này giống như vlog lần trước của bọn mình. Đấy, mặc dù là vlog lần trước là quảng cáo, vlog này thì không quảng cáo đâu. Chắc thế. Ê. Thật ra nó không hẳn là quảng cáo đâu các bạn, nó chỉ đơn giản là một lời cảm ơn thôi. Cảm ơn đến Sammi Shop bởi vì đã tặng hết cái đống sản phẩm đấy để tài trợ cho mình để có thể làm được một cái bộ mặt xinh xắn nhanh đấy. Ít ra mình mua mình còn được cảm thấy đấy, mà đây còn được tặng nữa là thôi thì cũng được. Rất cảm ơn các bạn. Đấy thì cũng gọi là cảm ơn cho Sammi Shop, thì mình sẽ để một ít thông tin cũng như là các cái chương trình sale của họ ở phía bên dưới. Nếu có, mình sẽ để ngay phía bên dưới cho bạn nào quan tâm và muốn tham khảo. Thì là cảm ơn nhau thôi. Đấy thì lại là một vlog nữa đi trốn Hà Nội của bọn mình. Đấy, chúng mình chỉ có đơn giản thế thôi. Và các bạn muốn bọn mình làm thêm đi trốn được ở những chỗ nào nữa. Lần sau mình muốn mình cạo cái gì của anh Tân thì các bạn cũng hãy comment ở phía bên dưới để mình biết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá. Nhớ like, subscribe, đừng có ý cạo cái gì nhá. Ít lông lắm rồi.